Xin chào các bác đã quay trở lại với video cập nhật những mẫu xe mới về của Trung Thực Auto. Và đây là video hàng ngày ạ. Và nhân vật chính của chúng ta hôm nay là ba mẫu xe. Một chiếc Fortuner màu trắng, một chiếc Fortuner màu đen và một chiếc Santa Fe màu đỏ, đúng không ạ? Ngoài ra Trung Thực Auto thì có rất nhiều những mẫu xe ở phía trong nữa các bác nhá. Đó, rất nhiều bác là thắc mắc là có mỗi cái xe màu đỏ mà quay đi quay lại. Không phải các bác nhá, các bác hiểu lầm rồi. Đây, Trung Thực Auto, vì là thực ra ô tô thì nó chỉ loanh quanh có vài màu thôi, nó chỉ có trắng đen với cả đỏ chẳng hạn vậy. Đấy, nó chỉ loanh quanh màu vài màu hoặc lâu nữa. Đấy, thế thì Trung Thực Auto, một mẫu xe thì Trung Thực Auto có rất nhiều xe. Đây, ví dụ như chiếc Santa Fe này, đúng không ạ? Bên trong kia thì lại có chiếc Santa Fe giống y hệt, giống y hệt, đúng không ạ? Hay đây, chiếc CX-5 này, có bác khách hàng đang đến đấy. Và bây giờ bạn ấy đã đánh từ ở bên bãi gửi về. Đấy, Mazda CX-5, đúng không ạ? Chiếc xe này thì đã bán các bác nhá. Đấy, thì Trung Thực Auto thì có đến mấy chiếc CX-5 màu trắng cơ. Đó, nên là nhìn nó cứ la lá giống nhau. Fortuner thì cũng có mấy chục chiếc cho các bác lựa chọn. Đó, rồi, Santa Fe cũng vậy. Vâng, và để chi tiết thì em mời các bác cùng xem chiếc Santa Fe trước nhá. Santa Fe, đây là phiên bản máy xăng 2.4, đúng không ạ? 2.4 bản premium, bản cao cấp nhất, sản xuất và đăng ký năm 2020. Chiếc xe này thì đầy đủ lịch sử bảo dưỡng ở trong hãng nhá. Đầy đủ lịch sử bảo dưỡng hãng. Đấy, Trung Thực Auto là khuyến khích các bác qua xem xe, lái thử trực tiếp, đúng không ạ? Đồng thời có thể mang xe ra đại lý chính hãng hoặc gara bất kỳ mà các bác quen biết, tin tưởng, để có một cái đơn vị trung gian, để trung lập, để chúng ta có thể là có cái tiếng nói mà lo khách quan hơn về một chiếc xe, đúng không ạ? Vâng, và chiếc xe này cũng không là ngoại lệ. Bất kỳ chiếc xe nào các bác muốn thì các bác có thể mang ra đại lý chính hãng, đúng không ạ, để kiểm tra. Thì chiếc xe này là đầy đủ lịch sử bảo dưỡng ở trong hãng các bác nhá. Đầy đủ lịch sử bảo dưỡng trong hãng. 2020, số km nguyên bản là 4,5 vạn km, 4,5 vạn km trong vòng 2 năm sử dụng. Đến năm nay là cuối năm 2020 rồi thì 2022 rồi thì chắc chắn là khoảng hơn 2 năm sử dụng. Tức là 1 năm nó đi chỉ loanh quanh khoảng 2 vạn thì cũng là một số km bình thường, không nhiều. Tất nhiên cũng không ít các bác nhá. Em không nói ở đây là chiếc xe này là đi ít. Chiếc xe này là đi bình thường, không ít ạ. Rồi. 4,5 vạn km trong vòng khoảng hơn 2 năm ạ. Hơn 2 năm. Rồi. Chiếc xe đã được trang bị màn hình Android, em quay cho anh xem màn hình Android. Rồi, độ màn hình Android này, cam 360 này, thảm trải sàn này, đó là những cái món đồ ở trong xe, chiếc xe này. Đây. Rất là mới các bác nhá. Đây, cái này còn chưa bóc à. Cái này bác chủ còn chưa bóc. Đó, em vừa ấy, lỡ tay em bóc ra thì các bác dán lại. Đây là cái chỗ bóc ra thì nó sẽ bị bóng khí này. Còn cái chỗ chưa bóc này thì nó sẽ mịn như này. Em vừa ấy, lỡ tay em vừa ấy, cầm em lột ra này. Tức là em đã bóc của các bác một lửa rồi đấy. Các bác nào về thì thông cảm giúp em nhá. Về tự tay bóc lỗ lửa còn lại. Ok, một số chi tiết cũng còn chưa bỏ ly lông rồi. Đây. Đấy. Rất kỹ các bác nhá. Một số chi tiết còn chưa bỏ ly lông luôn. Ok, xe rất đẹp, xe rất đẹp, chất xe cực kỳ đẹp các bác nhá. Xe được trang bị cam 360, thảm trải sàn, đúng không ạ? Cảm biến áp suất lốp, rất tuyệt vời. Ok, và chúng ta sẽ sang với chiếc xe tiếp theo đi ạ. Chiếc tiếp theo, một chiếc Fortuner màu đen. Đây là phiên bản vô cùng cao cấp ở những năm 2018 ạ. Đèn bi pin LED. Đèn bi pin LED. Mí LED ạ. Đó, bi pin LED, mí LED. Chiếc xe này thì lăn bánh năm 2019 các bác nhá. Lăn bánh 2019. Sản xuất năm 2018. Đó, báo cáo các bác cụ thể luôn. Rồi, chiếc xe này thì được một chủ sử dụng giữ gìn từ mới. Một chủ ạ. Một chủ người Hà Nội. Ok, chiếc xe còn được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Indonesia và được trang bị một bộ phim cách nhiệt trị giá 22 triệu đồng. Vô cùng xịn sò các bác nhá.
22 triệu đồng ạ, vô cùng xịn. Rồi, chiếc xe thì là phiên bản 2.8, máy dầu, 2 cầu, số tự động, phiên bản cấu hình cực kỳ cao cấp, chúc các bác có thể vượt mọi địa hình khó khăn ạ, vượt mọi địa hình. Rồi, một màu đen, mạnh mẽ, lam tính, còn để gọi là nhìn nó trẻ trung hơn, đúng không ạ? Trẻ trung hơn thì chúng ta có một chiếc màu trắng và cũng là phiên bản 2.8 ạ, cũng là phiên bản 2.8, đèn bi bim led mí led ạ, đèn bi bim led mí led 2.8. Đây là chiếc xe được một chủ sử dụng giữ gìn từ mới các bác nhá, một chủ nhân biển Hà Nội và có số km nguyên bản theo xe. Các bác hãy nhớ giúp em là từ khóa nguyên bản nhá. Chúng tôi Auto là nói không với cả cái việc tua số km ạ. Đây là số km nguyên bản, 4,8 vạn km trong vòng 4 năm các bác nhá. Tức là 1 năm đi có 1,2 vạn km. Đối với một chiếc máy dầu 2 cầu của nhà Toyota là số km đi cực ít các bác nhá. Cực ít ạ, 4,8 vạn trong vòng 4 năm. Nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Chiếc xe này sản xuất và đăng ký năm 2018. Máy dầu 2 cầu số tự động 2.8 vô cùng cao cấp. Nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Rồi, và cũng tương tự như chiếc xe màu đen, chiếc xe lại được trang bị bộ phim cách nhiệt vô cùng xịn, trị giá 22 triệu đồng các bác nhỉ. 22 triệu đồng. Rồi. Và để tổng kết video ngày hôm nay thì em xin gửi đến các bác là cái mức giá mong muốn của cả ba mẫu xe. Và Trung Tư Auto đã cân nhắc rất kỹ lưỡng về tình hình thị trường, về tình hình giá cả. Trung Tư Auto tự tin là đơn vị số 1 về cập nhật giá nhanh nhất, có những mức giá mới dành cho các bác ạ. Đấy, thị trường xe thì nó giống như thị trường vàng, đúng không ạ? Như Bảo Tín Minh Châu thì Trung Tư Auto chính là Bảo Tín Minh Châu. Còn thị trường xe nó như là thị trường vàng ấy, nó có lúc lên lúc xuống, đúng không ạ? Rồi, và chiếc xe này thời điểm trước đây chỉ độ khoảng 1-2 tháng thôi thì mức giá của nó phải là trên 1 tỷ mốt các bác nhá, khoảng tỷ mốt mấy chục luôn. Còn thời điểm này thì nó chỉ có giá khoảng loanh quanh khoảng 1 tỷ các bác nhá. Tức là mức giá của nó đã tiết kiệm cho chúng ta khoảng hơn 10%. Hơn 10% các bạn. Rồi. Tức là mức giá chiếc xe này chỉ loanh quanh khoảng 1 tỷ ạ, khoảng 1 tỷ. Rồi. Còn chiếc Santa Fe này cũng vậy. Cũng vậy các bác nhá. Cũng vậy. Chiếc xe này bây giờ có giá rất là mềm rồi. Rồi, chiếc xe này chỉ có giá mức giá là khoảng hơn 1 tỷ một chút thôi ạ. Hơn 1 tỷ một chút. Cho chiếc Santa Fe 2.4 máy xăng, đúng không ạ? Máy xăng, sản xuất và đăng ký năm 2020, 4,5 vạn km nguyên bản theo xe ạ. Đầy đủ lịch sử bảo dưỡng hãng này, độ màn hình, độ cam 360, cam hành trình, cảm biến áp suất lốp, vân vân. Rất nhiều đồ chơi trên xe. Rồi. Ok, tiếp tục. À, chiếc này thì hơn 1 tỷ một chút các bác nhá. Hơn 1 tỷ một chút. Tiếp tục chúng ta đến với chiếc Fortuner giống hệt chiếc màu trắng bên kia, thông số giống hệt luôn. Rồi. Chiếc xe này thì lăn bánh năm 2019, tức là mới được có 3 năm rồi, 2019. Biển Hà Nội cũng là một chủ sử dụng giữ gìn từ mới. Và chiếc xe này có mức mong muốn của Trung Tư Auto là cũng loanh quanh khoảng 1 tỷ các bác nhá. Loanh quanh khoảng 1 tỷ. Đây, và mời các bác cùng vào trong. Ngoài ra Trung Tư Auto thì có rất nhiều các mẫu xe khác. Đây các bác có thể thấy, chiếc Cross này mới về này. Đây ạ. Chiếc Cross này 1.8V mới về này. Mới về hôm qua thì phải. Rồi, trong đây các bác có thể thấy Lexus này. Rồi, hay là Santa Fe, một chiếc y hệt chiếc ngoài kia các bác nhá. Giống nhau lắm. Đấy, giống nhau lắm. Bên trong thì còn rất nhiều Fortuner, Santa Fe, Outlander, rất rất nhiều các bác nhá, rất rất nhiều. Đây, mời các bác sang đây em có thể mời các bác đi thử một vòng. Đây, đây là Santa Fe phiên bản máy xăng đặc biệt. Rồi, dưới đây thì chúng ta có gì ạ? Có Santa Fe, cũng là máy xăng 2020, đúng không ạ? Chúng ta có Fortuner, Fortuner 2.4 máy dầu một cầu số tự động. Ok, dưới đây chúng ta có CX5 đen, có Santa Fe đen. Đó, CX5 đen, đây là phiên bản máy dầu các bác nhá. Rất nhiều CX5 đen. Rồi, lại Santa Fe trắng.
Santa Fe trắng nhiều lắm các bác nhá. Riêng Fortuner nhà em cực nhiều, Santa Fe cực nhiều. Đấy. Hay Outlander nữa, Outlander đang có khoảng hai chiếc màu đỏ, một chiếc màu lâu, một chiếc màu trắng. Nói chung nhiều lắm các bác nhá. Rồi, đây, Outlander màu đỏ, giá chỉ có hơn 800 thôi. Vâng, như vậy là em vừa mới có một cái video gọi là giới thiệu và cập nhật cho các bác những cái mẫu xe đang được trưng bày tại showroom. Một video giới thiệu nhanh thôi. Và kính chúc các bác cùng đại gia đình của mình lời chúc sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Chúc các bác sẽ sớm hiện thực hóa được giấc mơ về một chiếc xe hơi. Hẹn gặp lại các bác ở video lần sau. Xin cảm ơn các bác ạ.